Huỳnh xin chào bà cô chú bác và anh chị em đã ghé thăm kênh của Huỳnh Thanh Nguyễn. Huỳnh đi làm thấy có ai giục cái gì là Huỳnh lượm đem về nhà làm. Em phải rút điện ra không thôi dịch điện chết đó nha. Rút điện ra rồi hả? Trời ơi sao dịch vậy rồi sao có dây làm? Ây, trời ơi em mới làm điện thì mệt quá. Biết làm điện mà sao dịch dịch kỳ vậy ta? Thích kìa. Nhiều lúc tối rảnh ra đằng trước ngồi mà nó mờ mờ tối nên không có kiếm được cái hoa bầu không biết nữa. Bây giờ phải sửa điện. Cái bầu hôm qua mới hái hai trái đem đi nhà thờ mà nhà thờ lại hôm qua nhà thờ hết bán rồi em, không biết nhà thờ bệnh gì. Bây giờ cây bầu còn 1, 2 trái nè, 3 trái nè, trái nhỏ đằng đó, đằng đó. Ở đây 4 trái, 5 trái, 6 trái. Thì lấy em kìm cắt cây. Cái kìm cắt cây hả? 7 trái, 8 trái. Trời, có con ốc mà làm mất rồi. Làm sao gắn nó lên lại được. Kỳ này cái thằng này nó cắt tóc em xấu bà cố luôn em ơi. Ở đằng sau nhìn giống như là bỏ cái mũng dùa lên xong cạo 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 vậy. Đúng là thằng này cắt lúc đẹp lúc xấu là sao chị cũng không biết nữa. Không. Trời ơi, này, xấu xí quá. Người ta đang không có cái đèn trong cái nhà đang hoàng. Đó, mỗi lần Huỳnh đi làm về thấy ai dục cái gì cái là lượm đem về nhà thay. Đèn xấu là cái không? Đèn này bị xấu. Đèn nó sáng, nhưng cái đèn này đâu có sáng đâu. Chỉ gắn cái này trắng nó sáng. Cái đèn kia không sáng mà còn tốn điện lắm nha. Ừ. Cái đèn em lượm về này là nó sáng mà là ít tốn điện. Không phải không đèn trắng được, chị muốn thay bóng đèn nào hỏi. Để chị mua bóng đèn trắng nữa, chưa có bóng đèn trắng. Hình như trong nhà có, chị phải đi kiếm. Tại sao hôm nay chủ nhật mà không ngủ cho đã? Sáng sớm ngủ dậy đầu bù tóc rối đi làm điện rồi, đi thay bóng đèn rồi. Trời ơi làm ốc rớt tùm lum mà sao tí kiếm được ta? Trời ơi dây điện gì mà dịch rầm rầm cái chân nó đứt luôn á. Rồi đứt một miếng bự rồi. Rồi đây. À. Tối mình ngủ mình mở đèn này lên luôn cho người ta biết sợ. Khoan hai cái lỗ này. Rồi em cứ làm xong đi, chị đi mua bóng trắng về thay vô thôi. Tắt điện đi nha. Để đi. Thôi tắt để điện. Gãy làm chi? Nó dịch một cái chết bây giờ. Thật mà em mới bắt điện em mới thấy, em thấy đường rồi chị bật lên cho em. Chị có vô duyên em. Em đừng có xạo nha. Em cắt điện luôn hết rồi. Xong rồi đó. Xong rồi hả? Em kéo cái đèn cho nó quay quay ra đây tí, nó quay ngang quá. Cũng sáng nè. Quay ra đằng trước tí. Không được hả? Được, xong được. Có bẻ được không? Đó, quay vậy đó. Chết rồi. Đụng điện rồi. Đó, tự động rồi. Vòng cái này. Vậy nó quay lên quay xuống được thôi chứ không có quay ra đằng trước được. Được, phải có đầu giác. Phải có đầu giác quay mới được. Thôi được rồi, vậy được rồi. Quay cái đầu lục giác nè, lấy đầu giác mở. Quay nó, thấy chưa, sáng không? Đầu lục giác hả? Tao mặc vô rồi, tắt. Làm ai mở đèn?
Để cho em, không thấy đường. Thôi kiểu này không phải kiểu quay ra đằng trước đâu, quyển quay hai bên thôi được rồi, đừng phá, nhưng nó hư, mới lượm về mà hư nữa. Nó đầu này bấm được cái đầu giác cái chị ra, nó đầu là em kỳ, đầu giác này cháu, bốn cháu. Bốn cháu hả? Một trái, hai trái, ba trái, bốn trái, năm trái, 6 trái, 7 trái, 7 trái rồi, trái này nhỏ xí không tính, 7 trái, đây một trái nữa là 8 trái, 9 trái, lâu lớn thiệt cái trái đó hôm bữa đến giờ rồi, 10 trái, vậy thôi, mà nó lớn chậm lắm, hết nắng rồi, bây giờ nắng thì ít, đêm thì lạnh. Cho nên nó lớn rề 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 rề, lâu lắm mới lớn. Mỗi tuần hái được 3 trái mà 3 trái không có lớn, 3 trái vừa vừa thôi. Đem đi nhà thờ luôn. Ra không? Quay qua hướng này luôn được không? Thôi, quay nhà thẳng thì được rồi. Ok, được rồi. Rồi, được rồi. Quay ngang qua phía chị tí nữa được không? Xuống, cúi đầu xuống. Thôi được rồi, được rồi, được rồi, đừng phá nữa, được rồi. Coi chừng rớt viên ngốc ra, thôi được rồi. Em ngửa đầu lên trời rồi. Cúi đầu xuống à. Quay ngang quá, rồi vậy á. Đây có cái hoa nhà đực nè, đây cái hoa cái nè, em hái hoa đực nè, em đổ vô hoa cái, xong rồi em phải để im nó cho tự động nó, chừng nào nó đậu thì nó đó, thì tự động nó đậu thì nó ngã xuống, chứ em đừng có bẻ đầu nó xuống rồi nó rớt hết phấn ra. Chấm 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 nó rồi, được rồi. Rồi được rồi. 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 Trời chị hoặc em như quỷ Huỳnh ơi, em làm cho khán giả ta sợ hết hồn luôn. Trời trời trời. Cây gì cũng ra chậm 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 chậm. Thấy phát ra rồi, tỏi lên rồi kìa. Tỏi mọc chưa? Trời ơi, em nhắc chị mới nhớ, chị chẳng có tưới tỏi hết em ơi. Lên rồi hả? Hôm bữa nay em tưới, không tưới rồi chết chắc rồi. Em có tưới hả? Có, em có, lên rồi kìa, lên mầm hết rồi kìa. Tỏi nó mầm mùa đông, cho nên đơm mùa đông mình bỏ đất làm chi cho uổng. Mình dầm tỏi, xong rồi mai mốt rồi, cái là nó lên là qua hè là mình hái được tỏi rồi. Ồ, tỏi này hai chị em vừa trồng hôm nọ vừa mới trồng tỏi xong. Xong rồi quên mở voice cho nên là không nghe tiếng gì hết, mới lấy cái video đó để làm Andy hình phiêu lưu ký tập 3 đó. Từ đó đến nay hình như có 4-5 ngày mà mọc rồi nè. Nhiều chưa? Chắc phải đi mua thêm một gói tỏi nữa về. À, trong nhà có rồi. Hôm nay trồng luôn thì mới đủ ăn sang năm. Như vậy ít lắm. Đáng lẽ là phải trồng hết. Bên này trồng không được, tại lôi hết đất trong này ra bỏ vô chuồng chim rồi. Mai mốt phải mua thêm đất bỏ vô. À, kiếm thêm đất. Lệ nói lệ sẽ cho thêm đất. Chỗ làm nhiều đất lắm, cho thêm một gia nữa, cái mình đổ vô đây đầy, xong rồi mình mới trộn phân chim rồi trồng tỏi luôn. Ui, bữa nay tỏi lên nhiều rồi. À, linh nhí nè. Này mầm hết rồi, vừa mới trồng hôm bữa. Andy Huỳnh phiêu lưu ký tập 3 là ngày mấy quên rồi. Hôm nay ngày 30, mọc nhiều rồi nè. Đó. Còn đây là cây cải rổ. Cây cải rổ này cũng là cây mùa đông, nó lớn lắm, nó to vĩ đại, cho nên Hương trồng chỉ có 3 cây thôi, xa xa nhau để cho nó lên, nó lớn lên. Cái cây này mà nó lớn lại cũng là cây mùa đông,
cho nên mình trồng mùa đông rồi mình ăn mùa đông, nó một năm lá thôi là xào được một bữa rồi, xào được một đĩa lớn. Mình thích cái cây này là vậy á, lớn lắm, cây cải rổ Mỹ, cải rổ mà lớn lắm. Còn cây bây giờ phải đổ phấn cho cái hoa bầu này. Hôm nọ cô Cúc Trần hỏi Hương hoa bầu, hoa cái, hoa đực là sao? Đây là hoa hoa cái nè cô Cúc. Hoa cái là ở dưới cái hoa nó có cái trái bầu nhỏ nhỏ đi theo sẵn nó. Đó là hoa cái. Còn hoa đực thì nó là cái hoa bình thường thôi, giống như mình thường thấy. Cái hoa này là cái hoa đực nè cô Cúc, nó héo rồi. Nhưng mà nó là cái hoa bình thường thôi, nó không có gì hết. Còn hoa cái thì dưới nó có thêm trái bầu. Đây cũng là cái hoa đực. Đó, bên dưới nó không có gì hết, nó chỉ là cái hoa thôi. Đó, bình thường thôi. Còn hoa cái thì ở bên dưới nó ôm theo trái bầu. Ô, ở đây có một cái hoa cái nữa nè. Phải đổ phấn cho cái hoa cái này. Nó đây nè. Đó, hoa cái hoa xong ở dưới nó đem, nó mang theo trái bầu nữa nè. Giờ không có gì ăn, em chiên bánh chưng đi rồi chị em ăn bánh chưng chiên. Để ăn chưng đây. Ôi, hay là ăn cháo. Ăn cháo nữa không? Hết gỏi rồi. Còn gỏi mà. Hết rồi, em ăn hết rồi. Thiệt hả? Ăn bánh chưng chưa? Ăn bánh chưng đi. Trời ơi, sao nó bay tuốt rồi vô nhà hay vậy? Sao tối quá hả? Ăn không? Ừ. Được mặc kem. Được mặc kem. Mặc thì nhớ chị thiếu mặc thì nhớ nhớ cấm bột chưa chị? Chị không thích ăn vậy? Em ngồi đó không thấy, em mà xếp qua đây. Chị không thích hả? Em xếp qua đây. Chờ đâu thấy đâu, có thấy gì đâu? Đứng dậy. Rồi. Còn thấy đâu? Còn thấy đâu? Tóc có rồi. Ai biểu em cái này vô đây? Trời đất ơi. Chị đã mua về thêm một con mực nữa. Bây giờ chị làm sạch sẽ. Rồi tối hôm nay mình sẽ gom lại tất cả các chị mà chỉ làm mực á. Xong mình mỗi chị cách nào mình đều làm thử hết. Mình viết tên đàng hoàng xong mình xếp ra đĩa 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 vậy. Xong bắt đầu ăn thử xong chấm điểm. Thứ ai hạnh nhất? Nhất. Chị nghĩ chắc chị hạnh nhất rồi. Em ăn thử xong chấm điểm. Xong chị ăn thử chấm điểm. Xong anh Đô ăn thử. Xong chị Tư ăn thử. Xong chị Đức ăn thử nữa. Bố chị là không biết rồi, cho nên bố chị không chấm điểm được. Là của em, đó là của chị phải không? Ừ, kiểu của em, có kiểu của em luôn. Kiểu của mấy chị ở trên kênh nữa, làm hết luôn. Xong chiều nay ăn thử. Có một chị nói là chị mập quá. Đúng rồi. Phải diet, chỉ là uống giấm táo với giấm, chị mua hai chai rồi. Tối uống, bắt chị đầu. Không ăn con chưng phải không? Chị không ăn, em ăn mình em đi. Để em uống dầu rồi. Mấy chị còn nói em phải bới bới cho mình chưa? Trời ơi, đâu phải là ăn đâu, phải ăn bao lâu ăn chứ. Lâu lâu là bao lâu? Tầng, hai tầng. Một tuần nha, chứ không phải ăn liên tục đâu. Bây giờ chơi mất kinh nó thấm dầu rồi. Kinh đây. Xong lấy cái loại nắp kinh này nè, giống như này nè. Chừng nào em lấy nó đi, em cũng nhớ lấy hai loại. Một loại đó để mình lau tay được. Còn cái loại này lau miệng thôi, vừa lau tay vừa làm cái gì nữa. Cái này em chiên, kiểu như chiên để nguyên cái gì chiên bột, dầu nó dính không có nhiều. Dầu nó dính ra ngoài chứ mình giảm hết rồi, thấy không? Thấy không? Có nhiều không? Không. Em phải đưa bánh chưng qua tờ giấy đã ngấm hết dầu cho mọi người xem rồi. Còn học này là bánh chưng của em nhé. Chưa, dầu ra hết rồi chưa? Đó, dầu ra hết rồi. Hết dầu rồi, dầu có chưng luôn chưa? Bánh chưng xong để ngâm vào trong cái tờ giấy đi đây, bảo đây để chắc bóp ra hết dầu ra nhiều quá cho cái chừng luôn, không có dầu, không có nhiêu dầu á, cái gì giòn quá giỏi, quá giỏi đó. Chiên bánh chưng ăn à, ở ngoài là giòn, ở trong là mềm đó, ăn vậy hết sảy, hết sảy. Cái chiên
giống phen cây không? Giống phen cây không? Giống. Thường là người Việt Nam mà người Bắc á, là làm bánh chưng là dầm cho nó nát ra. Ôi. Dầm nát xong làm chịu, lại giống như là cái bánh vậy đó. Thì cho nó mỏng mỏng ăn cho nó giòn, nhưng thật ra cái đó nó giòn mà nó cứng. Dầu không? Dầu không à? Nó cứng mà ở trong cũng không có được mềm. Bây giờ làm cái kiểu của em á, thì ở ngoài giòn mà ở trong mềm. Trong mềm nó dẻo, trong nó dẻo trong mềm dẻo. Ừ, ngon. Mà em ăn bánh chưng có một cô cũng nói cô chưa bao giờ thấy hai anh bánh chưng mật ong, để cô ăn thử. Cái này không phải mật ong, cái này là mật gì á? Đường mật. Cái này gọi là đường mật. Không phải, syrup, siro. Siro đường mật được lại. Siro, siro làm bằng gì vậy em? Làm bằng đường, làm bằng gì? Có. Syrup làm bằng đường chứ làm gì chị có bị cây gì không? Á. Có đâu. Làm bằng cây á. Ở chiên. Trái cây gì á. Để nguyên cái bánh chưng chiên ấy, nó giòn trong, nó mềm, nó dẻo ngon lắm. Ở ngoài nó giòn, ở trong nó mềm, nó dẻo, nó ăn vậy. Chứ mà chiên mà đập dẹp dẹp nó khô, nó giòn, nó ăn cứng. Nó khô, nhiều. Nó khô với nó cứng, cái này ăn nó mềm lắm. Cái này ăn ghê rột, cái vô nó dẻo. Ở ngoài thì nó giòn. Có chút xíu đường mật là nó ngon, cái gạo. Bữa nào em ăn thử cái bánh chưng không thôi, đừng ăn với đường mật. Thôi, kệ em, không ăn sao ăn cho chị. Ăn với nước mắm. Thôi, trời trời. Chỉ cho em cách ăn ngon mà em biết nè. Ăn cái củ kiệu thì ăn cái ăn nước mắm. Củ kiệu á. Rồi, bây giờ. 10 giờ rồi, 10 giờ 45 đi lễ. Em phải ăn mau lên, không thôi em không được rước lễ 10 giờ cái 10 rồi. Đúng 10 giờ là em phải ngưng ăn á. Rồi một tiếng rồi. Đúng 10 giờ em phải ngưng ăn, bây giờ 10 giờ cái 10 rồi. Chưa. Nó giòn mà trong nó dẻo. Cắn nghe rột cái. Giống với kem chiên á. Ờ. Ờ, kem mà người ta đem chiên đường hay quá ha. Rồi bó lạnh này lạnh. Nghe nói em muốn ăn đường mật thì thấy mà. Ờ, con thấy cô chưa bao giờ thấy ai bánh chưng với mật để con thử coi sao. Ngon. Cô tên gì chị quên rồi. Ngon quá. Cái mình á, mình đập dẹp bánh chưng ra, mình chiên nó sẽ giòn, nó cứng. Ừ. Thế này cái gì giòn ở ngoài vỏ nó giòn hết ở ngoài bánh chưng. Ừ. Chung qua bánh chưng mà trong nó mới dẻo. Ăn nó dẻo giòn mà mềm đó. Ừ. Chị ăn thử không? Không. Ăn chị ăn cháo rồi. Cháo cho nó heo thịt. Chứ nó không cấm nhiều dầu nữa. Chị chiên vô nó không cấm nhiều dầu. Mà chị chiên giòn cấm nhiều dầu không nha. Chiên giòn cái tập. Này ở ngoài giòn nó trong mềm nó chưa có ngấm nhiều dầu. Mà dầu dầu bỏ từ nắp kinh nó rát dầu ra. Ừ. Rồi sao mai đi ngủ? Sao có nửa cái vậy? Chưa mình đi lễ rồi vậy chị? Chị cần phải đi sáng sớm. Mình đi lễ 11 giờ chứ đi chiều hay làm biến lắm. Thôi chị ơi làm biến gì đi nào. Thế bây giờ em đi ngủ hả? Có 11 giờ sáng rồi đi ngủ là sao? Em thích ngủ cho sung sướng vậy đi. Chút còn giặt quần áo nữa. Bây giờ đem quần áo dơ vô đây đi chút chị giặt. Đó chị giặt. Chị giặt em rồi em mới đồ chị một cối luôn cho nó đỡ tốn nước, đỡ tốn điện.
tàu hoa không? Mình mới ướt đủ thứ. Món này món kia nhưng mà cuối cùng thì kho cơm ăn. Tại anh gì mà nghèo? Cũng ăn là cái gì mà nghèo? Giàu rồi sao? Nghèo là sao? Chị nói cái lúc mình còn nghèo. Em cảnh giới món mình nghèo. Mình mưa ăn món này món kia nhưng mà cuối cùng không có món nào mà ngon mà thịt đời kho rồi. Cái căng hết á. Mà thì mình làm, mình đi mua món đó mình ăn thôi. Xong đến lúc mà mình bây giờ mình ăn tới mình cái đó là chị nói Việt Nam hồi xưa mà Việt Nam bây giờ cũng ok rồi. Cái nào mà ngon cho bằng món thịt kho ăn với cơm ngon thiệt là ngon, không có gì để mơ ước nữa hết. Đó là ở Mỹ hay em còn ở Việt Nam, người nghèo có đồ ăn, người giàu có đồ ăn, người nghèo không có đồ ăn. Bây giờ khác rồi chị ơi, không mình xưa mà đói chết nữa đâu. Giờ người làm đụng giờ đi làm bao nhiêu năm nay ai cũng làm, không làm nhiều người làm ít. Việt Nam giờ nhiều việc làm lắm. Họ lý sao không có bạn chị có tiệm food to go á, mà nó là không kiếm được người làm nữa đó. Giờ việc làm nhiều, người làm thì ít. Thịt kho ngon quá. Ít người thưa ít người. Thịt kho với tiêu. Chiến tranh là chết chóc nhiều quá, ít người. Bây giờ người đẻ sinh đẻ ra, giờ không có chiến tranh nữa, không có chết chóc nữa. Người đầy làm, mỗi người làm chút chút. Người nào cũng đi làm ít. Không làm ít thì làm nhiều, không làm nhiều thì làm ít. Cũng đủ ăn không? Phùng tịnh hơn xưa đồ ăn đầy đủ. Xưa tại đủ tiền, người tận công. Rồi không có người đi trồng trọt. Không đủ ăn không? Mình ăn cái gì cuối cùng cũng thịt kho với canh cải là ngon thôi. Canh rau muống, canh cải, mồng tơi, rau đay. Anh bầu anh biến. Ba cái đồ Mỹ ăn có ngon không? À lâu rồi không thấy em ăn cái món burrito. Đó mà đồ ăn thấy đồ nào cũng ngon. Đừng có bù đâu mà cả. Là em mua burrito cho em ăn cho nên tối ở nhà không thấy em mua nữa. Phải không? Lại mua cho em ăn món burrito phải không? Bữa em... trưa đi làm ăn burrito phải không? Em là dễ ăn nhất. Cái gì cũng ăn không? Em nhưng mà đừng, xạo nha. Đừng có bù lo con tán nó được rồi. Ngon á, cơm thịt kho ngon quá. Mình ăn cái ngon hay không là do cái tâm của mình đó. Nó nghĩ cái là cái óc khối óc mình nó phân tành. Mình nghĩ nó ngon là nó ngon. Tôi ăn không có đâu mà ăn dở hết á. Bây giờ em ăn cơm nước mắm thì em nghĩ là em đang ăn cơm lobster thì em thấy ngon hả? Em cho cái đầu óc mình phân thành sao, tại sao mình nghĩ lobster? Bây giờ ăn cái gì em cảm thấy ngon hết á. Đồ ăn mình ăn thân thể mình đói mình phải ăn, mình ăn cái gì mình đừng có nghĩ. Em không biết sao cái đầu óc mình nghĩ mình em đâu có giờ nghĩ đâu, bảo ngươi chi cá hay nghĩ gì đâu. Em thấy đồ ăn bình thường mình cái gì ngon. Trời ơi mà có người mà đầy đủ quá hả? Tâm ta. Hello, Huỳnh Thương Nguyễn cảm ơn ông bà cô chú bác và anh chị em đã coi video ủng hộ Huỳnh Thương Nguyễn. Thank you.